Cách đăng video lên kênh YouTube thu hút được nhiều người xem. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đầu tiên mình cảm ơn bạn đã click vào xem video này. Nếu như bạn chưa đăng ký kênh thì hãy cho mình xin một nút đăng ký kênh để nhận những video mới nhất cũng như để ủng hộ mình ra thêm những video tiếp theo các bạn nhé. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn cách để các bạn có thể đăng được video lên kênh YouTube của bạn kèm theo hình thu nhỏ hay là ảnh đại diện cho video để thu hút được thật nhiều người xem hơn. Nếu như các bạn đã biết cách làm rồi thì các bạn có thể bỏ qua video này. Nếu như bạn chưa biết cách làm thế nào để đăng một video lên kênh YouTube mà thu hút được thật nhiều người xem thì các bạn hãy xem hết video này của mình để làm được nhé. Để đăng tải video lên kênh YouTube của bạn ở ngay trên điện thoại thì đầu tiên bạn sẽ vào ứng dụng YouTube. Nếu như điện thoại của bạn chưa có ứng dụng YouTube thì bạn sẽ vào cửa hàng Search Play với điện thoại Android và cửa hàng App Store với điện thoại iPhone và bạn sẽ tải ứng dụng YouTube này về. Sau khi điện thoại đã tải và cài đặt xong thì bạn sẽ nhấn mở. Thì đây là màn hình chính của ứng dụng YouTube ở trên điện thoại và bạn sẽ phải đăng nhập vào cái tài khoản YouTube của bạn muốn đăng video lên các bạn nhé. Thì đây là cái biểu tượng avatar của kênh này. Trong những video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn thay đổi ảnh đại diện hay là ảnh avatar cho kênh của bạn rồi. Thì bạn sẽ đăng nhập vào đúng tài khoản YouTube của bạn. Nếu như phần mềm app YouTube của bạn chưa đăng nhập tài khoản thì bạn sẽ tiến hành đăng nhập nhé. Bạn sẽ tiến hành đăng nhập. Thì ở đây thì mình đã tiến hành đăng nhập rồi. Và đây là những thông tin kênh của mình. Đây là cái kênh YouTube của mình mà bây giờ thì mình muốn đăng video lên kênh YouTube này. Đó, thì mình đã đăng nhập rồi các bạn nhé. Nếu như bạn chưa đăng nhập thì ở góc trên bên phải này nó sẽ có biểu tượng đăng nhập. Góc trên bên phải này sẽ có biểu tượng đăng nhập thì bạn sẽ tiến hành đăng nhập thôi. Bạn sẽ đăng nhập đúng vào cái tài khoản YouTube mà bạn muốn đăng tải video lên. Sau khi các bạn đăng nhập xong thì các bạn để ý ở góc màn hình giữa ở bên dưới này có dấu cộng này thì các bạn sẽ nhấn vào. Ở đây thì bạn có thể là tạo một video ngắn, hai là tải video lên phát trực tiếp, ba là tạo bài đăng. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn là tải video lên nhé. Thì bạn sẽ nhấn vào tải video lên thì bạn sẽ tìm đến cái video ở trên điện thoại của bạn. Bạn sẽ tìm đến cái video trên điện thoại của bạn mà bạn muốn đăng tải lên kênh YouTube của bạn. Thì đây mình đang muốn tải video lên thì mình sẽ chọn nó, mình sẽ chọn nhấn vào đây. Đó, thì đây là các bạn có thể xem trước này, các bạn có thể xem trước video của bạn. Các bạn có thể chỉnh sửa thành video ngắn tùy theo các bạn. Còn nếu không chỉnh sửa thành video ngắn thì các bạn sẽ nhấn vào mục tiếp theo. Bạn sẽ nhấn vào tiếp theo. Rồi tiếp theo thì để thêm được cái hình ảnh đại diện, hình ảnh thumbnail hay là ảnh bìa cho video thì bạn lưu ý này, với khi mà các bạn đăng tải cái video ở trên ứng dụng YouTube ở trên điện thoại thì bạn sẽ lưu ý cái bước này. Đây là cái dấu cộng này để các bạn có thể thêm cái ảnh đại diện cho cái video của bạn. Nếu như bạn bỏ qua bước này, bạn không thêm thì nó sẽ có một cái bức ảnh đại diện mặc định ở đây thì trông nó rất là xấu và nó không chuyên nghiệp, cũng như là nó không thể giới thiệu cho người xem biết được là cái nội dung của video này bạn đang nói về điều gì, đúng không? Nên là bạn sẽ nhấn vào cái biểu tượng là cái ảnh có dấu cộng đây nhé, bạn sẽ nhấn vào. Đó. Tiếp theo thì bạn sẽ tìm đến cái ảnh thumbnail mà bạn đã thiết kế trước. Trong video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn là thiết kế hay tạo được một cái ảnh bìa hay ảnh đại diện cho video của bạn ở trên YouTube rồi. Và thực hiện ngay trên điện thoại rất là đơn giản thôi. Nếu như bạn chưa biết cách thì các bạn hãy xem cái link mình để bên dưới phần mô tả để các bạn có thể tạo được cái ảnh đại diện cho video của bạn một cách chuyên nghiệp và đơn giản, nhanh chóng và thực hiện ở ngay trên điện thoại nhé. Đó, thì đây là cái ảnh mà mình đã thiết kế sẵn này. Bạn sẽ nhấn vào đây để bạn chọn vào. Đó. Đây nhá, các bạn sẽ thiết kế đúng như cái video hướng dẫn của mình ấy, thì các bạn không cần phải chỉnh sửa theo cái kích thước thì đây nó vừa luôn. Sau đó thì bạn sẽ nhấn vào xong ở đây. Đó, thì ngay lập tức là cái ảnh của bạn đã được thay thế, đúng không? Thì đây chính là cái ảnh đại diện cho cái video này của mình. Tiếp theo thì bạn sẽ viết tiêu đề nhé. Tiêu đề nó cũng phải là phù hợp với cái nội dung ảnh mà bạn đã thiết kế. Ví dụ như cái ảnh của mình là hướng dẫn thiết kế ảnh bìa ảnh đại diện cho video ở YouTube trên điện thoại, đúng không? Rất là đơn giản nhất. Đó, thì bạn có thể là viết lại cái tiêu đề bằng cái nội dung mà bạn đã thiết kế trên này, hoặc là bạn sẽ tìm đến một cái tiêu đề nào đó liên quan thì bạn sẽ nhấn vào đây để bạn viết tiêu đề cho cái video của bạn. Đây thì mình ở đây mình sẽ viết tiêu đề là hướng dẫn thiết kế ảnh đại diện cho video YouTube trên điện thoại đơn giản nhất các bạn nhé. Bạn sẽ viết tiêu đề sao cho có từ khóa liên quan đến cái nội dung của bạn mà có được thật nhiều người tìm kiếm. Bạn lưu ý là tiêu đề này của bạn được viết tối đa là 100 ký tự thôi các bạn nhé. Đó. Tiếp theo thì bạn sẽ có thể là thêm nội dung mô tả này. Bạn nhấn vào đây để bạn thêm nội dung mô tả.
thì bạn mô tả về cái nội dung của video của bạn thì bạn sẽ viết vào đây, và tối đa là bạn sẽ viết được là 5.000 từ các bạn nhé. Đó, sau khi mà các bạn viết nội dung mô tả của video thì bạn sẽ nhấn vào một nút quay về nhé. Đây, ví dụ mình viết là hướng dẫn tạo ảnh bìa ảnh đại diện. Ảnh bìa ảnh đại diện cho video YouTube trên điện thoại đơn giản nhất. Rất nhiều bạn chưa biết cách làm thế nào để thay đổi được ảnh đại diện cho video áp trên kênh YouTube. Thì trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế hay tạo và thay đổi ảnh đại diện, ảnh bìa cho video YouTube của bạn để video của bạn trở nên thu hút và được nhiều người xem hơn, cũng như là góp phần xây kênh YouTube của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn các bạn nhé. Sau khi mà các bạn đã thêm nội dung mô tả của cho video rồi thì bạn sẽ nhấn vào nút quay về này. Ở đây không có nút lưu các bạn nhé, mà bạn nhấn vào nút quay về. Bạn nhấn vào nút quay về thì ngay lập tức thì cái mô tả video của bạn đã được cập nhật rồi nhé. Sau đó thì bạn sẽ chọn chế độ này. Chọn chế độ đây là chế độ công khai nhé. Còn nếu như bạn lên lịch, ở đây cũng có một cái những cái chế độ ở đây thì bạn sẽ nhấn vào này. Ở đây sẽ có là các bạn có thể là lên lịch cho video của bạn nhé. Bạn có thể nếu mà nhấn công khai thì bạn sẽ up video lên luôn. Còn nếu như bạn lên lịch thì bạn sẽ up video ở một thời điểm nhất định nhé. Ví dụ đây thì mình sẽ cái video này mình sẽ lên lịch này. Ví dụ đây là ngày này. Ngày thì bạn sẽ chọn ngày hôm nay là ngày mùng 8 này. Nhấn OK này và giờ nhé. Còn giờ thì hiện tại đang là 18 giờ thì mình sẽ up lên khoảng 18 giờ 30 chẳng hạn. 18 giờ 30. Đó, sau đó thì sau khi mà đã chọn khung giờ rồi, bạn sẽ nhấn vào OK. Đó, bạn có thể là đặt chế độ công chiếu ngay nhé. Nếu mà đặt chế độ công chiếu ngay thì người khác vào cái kênh YouTube của bạn ấy thì họ sẽ xem được một cái thông báo là cái video này của bạn sẽ được công chiếu vào cái thời điểm mà các bạn đã lên lịch. Sau khi mà đã tuy nhiên thì ở đây thì mình sẽ không chọn đặt làm video công chiếu. Thì sau khi mà đã lựa chọn được cái thời gian và lịch lên video thì bạn sẽ nhấn nút quay về nhé. Nhấn nút quay về. Còn nếu như bạn chọn công khai thì là sẽ video khi mà các bạn hoàn tất thì nó sẽ tải lên luôn. Đây thì mình sẽ tải lên luôn để sau này để cho các bạn xem là cái video của mình up lên nó sẽ như nào. Đây, mình chọn công khai luôn nhé. Nhấn xuất bản ngay này, nhấn công khai này, OK. Chọn công khai. Tiếp theo thì bạn có thể là thêm vị trí của bạn nhé. Tuy nhiên đây thì mình sẽ không thêm này. Nếu như bạn có nhiều danh sách ấy, thì bạn sẽ thêm vào danh sách phát này. Mình sẽ thêm vào danh sách phát ở trên kênh YouTube của mình. Ví dụ như hướng dẫn cấp cắt này, kiếm tiền về YouTube này, sử dụng Zalo này, rất nhiều. Chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp này, mình có thể nhấn vào đây. Hoặc là thêm một cái nữa là kiếm tiền về YouTube. Đó, nó liên quan thì bạn sẽ nhóm nó lại. Còn nếu như bạn không có danh sách thì bạn có thể tạo, hoặc là bạn không cần phải cho thêm danh sách nhé. Tạo video phối lại này, bạn cho phép video phối lại. Bạn có thể nhấn vào đây để bạn cho phép hoặc không nhé. Đấy. Tiếp theo là bình luận này, bạn có thể là cho phép mọi bình luận này, hoặc là tắt tính năng bình luận giữ lại mọi bình luận để xem xét, giữ lại bình luận có khả năng không phù hợp để xem xét này. Ở đây thì mình sẽ cho tất cả mọi người có thể bình luận trên video của mình nhé. Sau khi mà đã lựa chọn như vậy rồi thì các bạn sẽ nhấn vào tải lên, và các bạn quan trọng một điều là các bạn phải chọn cái ảnh đại diện của bạn nhé. Nếu như các bạn bỏ qua bước này thì video của bạn sẽ không có ảnh đại diện mà các bạn chọn, và thay vào đó thì YouTube sẽ lựa chọn một cái đoạn ngẫu nhiên ở trong video để làm ảnh đại diện cho bạn, thì khi đó thì cái video của bạn nó sẽ không được chuyên nghiệp. Đó, sau đó thì bạn sẽ nhấn vào tải lên. Tải lên. Rồi, rồi các bạn chờ tải lên thôi. Các bạn sẽ chờ video tải lên nhé. Đang tải lên mục video của bạn này. Đó. Và các bạn có thể nhận thấy là sau khi mà cái nút biểu tượng này nó hoàn thành 100% ấy, thì video của mình mới tải lên hoàn tất nhé. Đây, mình sẽ nhấn vào cái kênh của mình này. Cái này thì cái video đó chưa lên. Đó, video này. Đây này, đây là cái kênh YouTube của mình nhé. Nếu như bạn đang xem video này mà bạn chưa đăng ký kênh thì hãy cho mình xin một nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất, cũng như để ủng hộ mình ra thêm những video tiếp theo các bạn nhé. Sau khi mà quá trình tải lên hoàn tất ấy, thì cái video mới nhất sẽ hiển thị ở trên này. Bạn chờ nhé. Cái tốc độ khi mà các bạn tải video ở trên điện thoại ấy, thì các bạn phải để điện thoại ở nơi có sóng wifi hoặc là sóng 3G, 4G, 5G để cho cái video của bạn được tải lên nhé. Tránh trường hợp mà các bạn đang tải video lên mà bạn di chuyển đến một nơi mà không có mạng internet ấy, thì cái quá trình tải lên nó bị gián đoạn thì cái video của bạn nó cũng không thể lên kênh ngay được. Đó, cái tốc độ tải lên nhanh hay chậm thì cũng do tùy thuộc vào cái mạng internet mà các bạn đang sử dụng cho cái điện thoại đó các bạn nhé. Các bạn chờ một lúc thì cái thư viện nó đã tải lên 100% nhé, thì bạn có thể load lại cái kênh của mình này, video này. Đây, thì là cái video của mình đã được tải lên rồi các bạn nhé, cách đây là 2 phút trước. Đó,
và các bạn có thể nhận thấy luôn là cái ảnh đại diện của mình đã được thay đổi này, là thay đổi theo đúng như cái ảnh mà mình đã lựa chọn đúng không, và bên dưới cũng vậy thôi. Đó thì video ngày hôm nay của mình đến đây là hết. Nếu như các bạn có góp ý hay thắc mắc thì các bạn hãy để bên dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Vừa rồi mình đã hướng dẫn bạn các bước để các bạn có thể đăng được video lên kênh YouTube của bạn kèm theo ảnh đại diện cho video để thu hút được thật nhiều người xem video của bạn hơn. Nếu các bạn có góp ý hay thắc mắc thì các bạn có thể để bên dưới phần bình luận của video. Nếu các bạn thấy video hữu ích, hãy cho mình một like video, chia sẻ video cho nhiều người cùng biết tới. Và đừng quên cho mình xin một nút đăng ký kênh để nhận những video mới nhất các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.